dẫn theo các cái phân khô này thì nó sẽ phân ra là hạ sườn phải, hạ sườn trái, thượng vị, mạng sườn trái, quanh rốn, hố chậm phải, hố chậm trái và vùng hạ vị. Từng nguyên mô thân khu này thì ở phía dưới bụng sẽ có những cái tạng khác nhau, và thăm khám những cái bất thường ở cái thân khu này cho chúng ta đánh giá được, cho phép chúng ta đánh giá được cái tổn thương từ dưới lớp da bụng mà chúng ta không thể nhìn thấy được. Thì hôm nay bắt đầu bằng bài khám gan, thì các bạn có thể cho tôi biết gan nằm ở đâu ạ? Vùng hạ sườn phải. Gan là một tạng nằm ở vùng hạ sườn phải, phía trên hạ sườn phải và được che phủ bởi khung xương sườn, đúng không ạ? Đây là gan. Bình thường chúng ta sẽ không thể khám phát hiện được thấy gan trên lâm sàng, nhất là ở người lớn trưởng thành và khỏe mạnh. Tất nhiên ở một số cái trường hợp đặc biệt, bệnh nhân không có bệnh lý nhưng mà vẫn có thể khám sở thấy gan, đó là ở trẻ dưới 3 tuổi chúng ta có thể sở thấy gan, đó là ở một số người có dấu hiệu gan xa, tức là gan bệnh nhân kích thước hoàn toàn bình thường nhưng xa xuống phía dưới hạ sườn phải, chúng ta có thể sở thấy gan nhưng nó không phải trường hợp gan to. Và nhiệm vụ của chúng ta là khám để phân định xem đó là gan bình thường, gan bình thường nhưng có các dấu hiệu bất thường hay là gan thực sự bất thường. Và dựa vào như thế thì chúng ta sẽ thực hiện 4 kỹ năng khám cơ bản trên lâm sàng ở tất cả các chuyên khoa khác nhau đều gặp. Đó là 4 kỹ năng gì ạ? Nhìn, gõ, sờ, nắm. Nhìn, sờ, gõ, nghe. Nhìn, sờ, gõ, nghe. Vậy thì nhìn gan thì nhìn thấy cái gì? Chúng ta liệu có thể nhìn thấy trực tiếp được gan hay không? Câu trả lời là không, đúng không? Và nhìn chúng ta chỉ có thể nhìn thấy vùng phân của vùng tương ứng với gan mà thôi. Nếu như các vùng đó có cái dấu hiệu bất thường thì đó là gan to, và thì đó là cái có thể là do tổn thương của gan gây nên sự bất thường đó. Vậy thì chúng ta có thể thấy được cái gì? Bạn là tạng quang đạo. Đúng rồi, có thể thấy các cái u cục nổi bồ lên trên mặt bụng, đúng không? Tự nhiên ở cái vùng của gan này chúng ta thấy một cục nổi bồ ở dưới sườn phải, chúng ta có thể nhìn thấy, có thể nghĩ là gan. Mà khác nếu như mà chúng ta có thể thấy được cái cả cái vùng này, cả cái vùng bao phủ phía trên gan sưng nóng đỏ đau, thì chúng ta có thể nghĩ đến ở phía dưới gan có thể có tổn thương ở sát bề mặt gan, nó gây xâm lấn vào cái thành bụng phía trên, làm cho biểu hiện ra ngoài là những cái tổn thương sưng nóng đỏ đau như thế. Tuy nhiên nhìn ở trong cái việc khám gan nó không phải là công tác quan trọng nhất. Công tác quan trọng nhất trong khám gan đó là sờ gan, và thứ hai đó là gõ gan. Gõ gan để làm gì? Gõ gan là để xác định tiếng. Đúng rồi, như bạn nói rất đúng, đó là xác định tiếng trong hay là tiếng đục. Tiếng trong hay tiếng đục nhằm xác định cái gì? Là nhằm để xác định diện đục của gan, đúng không ạ? Vậy diện đục của gan xác định bằng cách gõ thì xác định như thế nào? Bạn Bùi Nguyên Đức, tổ này toàn tên người nổi tiếng nha, quan đạo Đoàn Nguyên Đức, người là Nguyễn Lương Bằng,
Rồi, là bạn Bùi Nguyễn Đức. Thưa thầy, có thể sờ bằng cách là... Có. Tôi đang nói về phần gõ, xác định viên đồng của gan, thì chúng ta sẽ gõ như thế nào. Là bây giờ đến lớp thì mới 2 giờ handout ra để đọc ạ. À? Cả tổ đã đọc handout ở nhà chưa? Bởi vì hôm qua mới có một người đưa ra cho tổ phó, thì tổ phó hôm trưởng qua mới đưa cho em. Thì em của tôi thì họ bảo là tưởng là sáng nay, đến lúc sáng nay sang thì chiều tưởng chiều nay thì em được photo. Thì tôi sẽ tổ. Giờ mới kịp phát cho tổ đúng không ạ? Theo vậy hoàn toàn là các bạn đi phạm này là tay không phát dạng. Thực sự mà nói các bạn học lý thuyết cái bài này cũng khá lâu rồi đúng không ạ? Các bạn học lý thuyết, bắt đầu môn triệu sang hoang lý thuyết bao lâu rồi? Chưa buổi nào ạ? Còn đây là buổi đầu tiên luôn đúng không? Thế thì trước mỗi một cái môn học, trước mỗi một cái bài học thì các bạn nên đọc trước tài liệu. Bởi vì thực tế mà nói, các bạn còn văn đi 2 này nữa thôi. Và các bạn còn... xong rồi đi sang kia, đúng là xong rồi. Nhưng mà các bạn... là tầm năm thứ hai này là các bạn còn là sinh viên như là các trường đại học khác như trường dược, như trường kinh tế, như trường bách khoa xây dựng, ngày ngày lên giảng đường, buổi tối về đọc sách, lên giảng đường thì có thầy hướng dẫn. Chỉ trong năm thôi các bạn vào viện, lúc đấy các bạn mới chính thức là sinh viên. Lúc đấy các bạn khi mà các bạn vào viện thì không đơn thuần các bạn chỉ còn là một người đi học nữa. Và khi các bạn khoác áo blue đứng trước bệnh nhân, các bạn lúc đó là một nhân viên y tế. Và lúc đó không thể nào mà vừa cầm sách lại vừa nhìn bệnh nhân, soi mói bệnh nhân như những cái vật phẩm thí nghiệm mình vẫn làm. Và lúc đó hoàn toàn những kiến thức mình phải trong đầu mình sẵn rồi. Và khám trên lâm sàng là để nâng cao cái kinh nghiệm lâm sàng của mình và nâng cao cái kỹ năng khám của mình. Đúng không? Do vậy, cho nên là tôi hy vọng rằng đến năm nay và thì các bạn cố gắng là từ bỏ thói quen là lên giảng đường để nghe giảng để nắm kiến thức, và chúng ta nắm kiến thức ở nhà, đọc trước ở nhà, biết là mình đi học mình sẽ làm cái gì thì nó sẽ tốt hơn cho các bạn, hơn là cái việc mà bây giờ đi đến lớp học rồi mình mới biết là ngày hôm nay mình học cái gì mới dở tài liệu, dở sách ra đọc. Các chẳng khác gì sinh viên trường khác, và thậm chí chẳng khác gì học sinh phổ thông cả. Còn khi chúng ta là sinh viên y cơ mà, chúng ta học để thành bác sĩ cơ mà. Không có một trường nào, không có một trường đại học nào lại có cái tỷ lệ giờ giảng thực hành có lớn như trường y. Các bạn dành trọng 3 năm ra, không để làm gì khác ngoài cái việc đi bệnh viện và học tại bệnh viện. Mà học tại bệnh viện nó chính là thực hành lâm sàng, chính là thực hành, nó chính là học lâm sàng. Thế cho nên là cái việc mà cho các bạn nhiều thời gian như thế là đòi hỏi các bạn phải có một cái nguồn kiến thức để chuẩn bị trước và nắm thật chắc chắn. Thế không thì các bạn đi học ở viện, đi viện bạn không học được cái gì cả. Các bạn vĩnh viễn chỉ là nhân viên hành lang hay là nhân viên phòng chính. Nào trở lại cái bài, nếu như các bạn chưa đọc trước thì tôi sẽ nói nhanh thôi nhá. Thì còn có gì về các bạn sẽ tự đọc tiếp. Gõ thì các bạn sẽ có hai cái gõ, một đó là cái gõ từ dưới lên, hai cái gõ từ trên xuống. Gõ từ dưới lên tức là gõ như là gõ từ hố trong phải, gõ lên đến bờ sườn phải và xác định được bờ dưới của diện đục của gan, lên đến phía dưới của diện đục của gan. Gõ từ trên xuống đó là gõ từ ngực xuống, tức là gõ từ bắt đầu từ đường từ vú trở xuống, để các bạn xác định được ranh giới phía trên của diện đục của gan. Và các bạn xác định được ranh giới phía trên diện đục của gan bằng cách là các bạn gõ theo 3 đường. Thứ nhất là đường cạnh ức phải, thứ hai đó là đường giữa đòn phải, và thứ ba đó là đường nách trước. Khi các bạn gõ như thế, các bạn sẽ xác định được ở bình thường thì cái ranh giới phía trên diện đục của gan ở đường cạnh ức phải đó là khoang laser số 5 và khoang laser số 6, ở đường giữa đòn phải và khoang laser số 6
Ngách trước. Ở phía dưới thì bình thường các bạn sẽ gọi đến sát bờ sườn phải mà sẽ không thấy có sự thay đổi giữa vùng trong và vùng đục. Tức là ranh giới phía dưới dịch đục của gan ở gan bình thường là nó sẽ nằm ở phía dưới của bờ hạ sườn phải và các bạn sẽ không thể xác định được. Điều này sẽ giúp cho các bạn phân biệt được trong một số trường hợp. Ví dụ như là gan xa thì có thể dịch đục của gan xuống thấp hơn và đồng thời là gan cũng nhô xuống phía dưới bờ sườn. Tuy nhiên, về kích thước dọc gan phải hoàn toàn không có gì khác biệt. Và thường nếu như mà chúng ta có thể đo một cách chính xác ở trên siêu âm hay là ở trên phẫu thuật đại thể thì có thể chỉ khi nào kích thước dọc gan phải trên 15 cm, lúc đó chúng ta sẽ coi được là gan to. Về gõ chỉ cho phép chúng ta xác định được cái diện đục của gan mà thôi. Và bây giờ đến kỹ năng quan trọng nhất trong việc khám gan, đó là kỹ năng sờ. Vậy thì kỹ năng sờ thì các bạn sẽ làm như thế nào? Các bạn đặt tay vào thành bụng của bệnh nhân. Đặt tay vào thành bụng bệnh nhân ở vùng hỗ trợ phải. Các bạn có thể sau đó sờ dần lên phía trên. Các bạn có thể cảm nhận được bằng các đầu ngón tay, bằng cách là các bạn đặt dọc bàn tay theo trên ổ bụng của bệnh nhân, hoặc là các bạn cảm nhận được bằng bề ngoài của ngón trỏ khi các bạn đặt ngang cái bàn tay lên ổ bụng bệnh nhân. Và khi các bạn đưa dần cái bàn tay lên trên, các bạn có thể xác định được cái bờ dưới của gan, và qua đó các bạn xem là gan liệu có to hay không to và có những gì bất thường khác nữa hay không. Đó, tôi sẽ nói sơ trên lý thuyết tí nữa lại lâm sàng sẽ có người hướng dẫn các bạn. Và vì khi mà sờ gan như tôi đã nói, đó là một kỹ năng cực kỳ quan trọng trong việc xác định gan to. Bởi vì sờ gan và mô tả đầy đủ những cái mình có thể sờ được lập tức sẽ cho mình được 70% khả năng chẩn đoán các nguyên nhân gây nên gan to. Vậy thì sờ gan thì đầu tiên chúng ta sẽ phải xác định gan có to hay không to. Gan to đều hay không đều, đó là ý thứ nhất. Thứ hai, sau khi sờ được gan to hay không to, đều hay không đều rồi, thì cái cảm giác đầu tiên khi chúng ta nhận định được cái bờ của gan thì chúng ta sẽ phải nhận định xem cái bờ của gan như thế nào. Bờ gan thì lúc đó sẽ có bờ tù hay là bờ sắc. Và sau khi sờ được bờ rồi thì chúng ta sẽ biết được cái mật độ của gan như thế nào. Đó là ý thứ ba bắt buộc các bạn phải mô tả trong quá trình khám gan. Mật độ của gan có thể là mềm, chắc, cứng, thậm chí là cứng như đá. Ý thứ tư, các bạn đã biết được mật độ của gan rồi, sờ tiếp lên phía trên ra khỏi bờ thì các bạn sẽ biết được cái bề mặt của gan như thế nào. Bề mặt thì sẽ có, tôi duy logic một chút, bề mặt thì nhẵn, 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 đúng không? Hay là lồn nhổ. Vậy cuối cùng thì chúng ta sẽ phải khám cảm giác của bệnh nhân. Nó sẽ có sự khác biệt giữa việc khi mà bệnh nhân có gan to, chúng ta ấn vào gan bệnh nhân thấy chỉ tương tức, và khác với việc chúng ta ấn vào gan bệnh nhân đau chói, thậm chí gạt tay chúng ta ra. Đó là cảm giác đau hay không đau. Năm ý này, đó là năm ý cơ bản bắt buộc khi các bạn mô tả phần khám gan của mình trên lâm sàng. Và dựa vào năm cái ý này, các bạn có thể định hướng chẩn đoán được khá nhiều nguyên nhân gây nên gan to như tôi vừa nói. Một các nguyên nhân gây nên gan to, có bạn nào thử học trước, có thử tò mò xem là mình đi lâm sàng mình sẽ làm cái gì chưa? Có thử tò mò về các cái mình học chưa? Nào, có bạn nào biết cái gì gây nên gan to?
sơ gan gây nên gan to, rất đúng. Cái gì gây nên gan to nữa? Ung thư gan cũng gây nên gan to. Cái gì nữa? Máu. Khi mà gan ứ đọng quá nhiều máu cũng có thể gây nên gan to. Và khi gan ứ đọng quá nhiều máu, thường trên lâm sàng chúng ta sẽ gặp ở bệnh nhân tim mạch, đó là bệnh nhân suy tim phải. Ta học sinh lý rồi. Chưa học đến phần này. Cái này gọi là chưa biết là bỏ đã tập đi đúng không? Suy tim phải thì sẽ gây ứ máu ngoại biên và sẽ gây gan to. Còn gì nữa? Gan nhiễm mỡ hay là viêm gan? Viêm gan cũng có thể gây gan to. Cái gì nữa? Nhiều lắm. Cái gì lách? Cái gì vậy? Lách to cũng gây gan to. Không, bạn nói hoàn toàn đúng. Trước đây nó có một cái dũng cảm mà gây gan to. Nó có hội chứng gọi là hội chứng băng ti. Thì ban đầu là lách to, sau đó gây sơ gan, cũng có thể gan to, đa phần là gan teo. Còn bạn trai vừa nói, không, lâm sàng nó là thế, bệnh học nó là thế, rất đa dạng, cùng một bệnh nhưng không bệnh nhân nào giống bệnh nhân nào. Và mỗi người lại có một biểu hiện khác nhau. Và cái việc mà chúng ta khám kỹ cho từng bệnh nhân, chúng ta sẽ chẩn đoán xác định được bệnh và thể trạng của từng người. Qua đó chúng ta mới có thể cho thuốc bệnh nhân và điều trị cho bệnh nhân được. Và có một bạn vừa nói người to gây gan to. Câu nói tưởng chừng rất mua, rất vui vẻ, không có gì là sai cả. Và chúng ta, và các bạn sắp sửa được học, đó là sinh lý về hormone. Không phải là béo phì, sinh lý về hormone. Có một bệnh, nó sẽ bệnh ở tuyến yên. Nó sẽ gây nên cái tình trạng gọi là to viễn cực. Tăng hóc môn gì ha? STH. Nó gây là to viễn cực, cũng có thể có gan to. Đấy, nhưng mà một số các nguyên nhân các bạn đã nêu ra, nếu như các bạn khám gan kỹ, sơ gan ra là cuối cùng bao giờ cũng teo và thường không có gan to. Nhưng sơ gan do rượu, gan có thể to. Và khi trong cái trường hợp sơ gan ở giai đoạn đầu, sơ gan do rượu thì sẽ gan to như thế nào? Gan to đều, bờ sắc, mật độ chắc, bề mặt lồn nhổn, ấn không đau. Bài học này. Đúng không? Bây giờ gan to do trong trường hợp là u gan thì như thế nào? Gan to không đều, tương ứng vùng to tương ứng với vùng khối u. Bờ gan sắc, mật độ chắc, bề mặt có thể nhẵn hoặc lồn nhổn, ấn có thể đau. Đúng không? Trong suy tim phải, gan to do ứ máu thì sẽ gan sẽ to như thế nào? Gan to đều, bờ gan tù, mật độ mềm, bề mặt nhẵn, ấn không đau. Nếu gan to trong trường hợp viêm gan, viêm gan có thể là gì? Viêm gan tại sao gan to? Viêm gan tại ứ mật mà có thể gây viêm to, ứ mật có thể gây gan to. Thì lúc đó tính chất gan to sẽ là như thế nào? Gan to đều, bờ tù, mật độ chắc, bề mặt nhẵn, ấn đau tức. Đúng không? Đó, do vậy tất cả những cái nguyên nhân gây gan to, đa phần những nguyên nhân gây gan to này, nếu như khám kỹ trên lâm sàng, mô tả đầy đủ, các bạn sẽ định hướng chẩn đoán được nguyên nhân rất là rõ ràng. Cuối cùng đó là kỹ năng nghe. Nghe, ví dụ như ở chuyên khoa hô hấp, các bạn sẽ được học nghe, đó là kỹ năng quan trọng nhất trong việc khám hô hấp. Qua các tiếng thổi, tiếng rít, tiếng rì rào phế nang, các bạn có thể nghe được. Các bạn có thể chẩn đoán được bệnh lý hô hấp. Tuy nhiên, ở trong khám gan, động tác nghe không phải là động tác quan trọng nhất. Và thường chỉ có những cái tổn thương ở gan gây tăng sinh mạch rất là nhiều thì các bạn mới có thể nghe được tiếng thổi ở vùng gan mà thôi. Trên đây đó là 4 kỹ năng chính trong việc khám xác định gan to. Phần thứ hai trong bài các bạn sẽ biết là phần khám xác định túi mật. Vậy thì túi mật nằm ở đâu về mặt giải phẫu?
dưới phần 3 ngoài đó, chỗ cắt cắt phần 3 ngoài 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 mới từ ngoài chỗ bờ sườn bình thường túi mật nó sẽ nằm lấp ở mặt phẳng dưới của gan. Khi nào túi mật xuống khỏi mặt phẳng dưới của gan thì tức là túi mật to, lúc đó chúng ta mới có thể khám phát hiện trên lâm sàng. Đây là cái mặt phẳng dưới của gan thì nên túi mật nằm ở đây. Vậy thì để khám xác định túi mật thì chúng ta sẽ có một cái nghiệm pháp các bạn đọc trong handout, đó là nghiệm pháp Murphy. Nghiệm pháp để khám được nghiệm pháp Murphy, đầu tiên chúng ta sẽ phải xác định được điểm túi mật mà như bạn gái này vừa nói, đó là điểm giao giữa bờ sườn phải và đường thẳng đi qua môn vị. Đường thẳng đi qua môn vị, bờ ngoài cơ thẳng to, còn gì nữa, hoặc là đường vú phải nhớ. Đấy, đây là điểm Murphy trên lâm sàng, đây chính là điểm Murphy. Điểm Murphy các bạn, nghiệm pháp Murphy các bạn sẽ xác định bằng cách nào, là khi các bạn ấn tay sâu vào vùng điểm Murphy này, đề nghị bệnh nhân hít sâu vào, đồng thời ấn tay sâu vào. Đề nghị bệnh nhân thở ra hết sức. Khi bệnh nhân thở ra hết sức, lồng ngực lên cao, kéo gan lên cao, kéo cơ hoành lên cao, đồng thời kéo gan lên cao, thì các bạn đặt tay sâu vào. Sau đó đề nghị bệnh nhân hít sâu vào và phình bụng ra. Khi bệnh nhân hít sâu vào phình bụng ra, cơ hoành đẩy xuống dưới thì sẽ đẩy túi, đẩy gan xuống dưới, đồng thời đẩy túi mật xuống dưới. Lúc đó túi mật sẽ chạm vào tay các bạn. Nếu như bệnh nhân có viêm túi mật, viêm cấp túi mật hoặc viêm teo túi mật thì bệnh nhân sẽ đau rất là nhiều và người ta sẽ thậm chí là ngừng thở và gạt tay bạn ra. Còn nếu như các bạn khám với một khối tròn, ranh giới rõ, mật độ mềm, ấn không đau tại cái vùng này thì khi đó có thể đây chính là túi mật đấy. Về phần khám xác định túi mật chỉ đơn giản có thế thôi. Và cuối cùng các bạn phải thực hành hôm nay, đó chính là phần khám lách. Khám lách cũng bao gồm 4 kỹ năng giống như khám gan: nhìn, sờ, gõ và nghe. Tuy nhiên lách nhỏ hơn gan và nằm ở phía ngoài và sâu hơn gan trong ổ bụng. Do vậy việc khám lách nó sẽ có một đôi chút khác biệt. Cũng giống như gan, bình thường lách không xuống dưới hạ sườn trái. Khi lách xuống dưới hạ sườn trái, chúng ta được coi đó là lách to. Và việc xác định nó không giống, xác định lách to nó không giống như là mô tả gan to. Ví dụ như mô tả gan to, các bạn sẽ mô tả là dưới bờ sườn mấy cm, 2 cm, 3 cm, 5 cm, hay là dưới mũi ức 2 cm, 3 cm, 5 cm. Tuy nhiên lách nó sẽ có phân độ một cách tương đối rõ ràng. Thứ nhất, lách nếu mà to mất mé bờ sườn, đó là lách to độ 1. Lách to hơn một chút, đó là lách to độ 2. Khi lách xuống đến ngang rốn, đó là lách to độ 3. Và khi lách vượt qua rốn, đó là lách to độ 4. Sau này khi các bạn học ở chuyên khoa huyết học sẽ gặp một số trường hợp không thể sờ được lách, bởi vì lách to sang tận hố rỗng phải, toàn bộ ổ bụng nó vẫn chỉ sờ thấy mũi lách thôi. Khám lách khi ở bệnh nhân nằm ở tư thế nằm thẳng, nằm ngửa, cũng giống như khám gan thì các bạn sẽ dùng các đầu ngón tay hoặc là dùng bờ ngoài của ngón trỏ đi từ dưới đi lên và xác định của bờ lách cũng giống như xác định bờ của gan. Gõ lách cũng giống như gõ gan, tuy nhiên tại vì lách nằm ở phía sau hơn so với gan, do vậy gõ lách các bạn sẽ gõ theo 3 đường: đường lách trước, đường lách giữa và đường lách sau. Và nếu như lách to nhiều, các bạn có thể xác định được bằng đường vú trái hoặc là đường giữa lỏng trái.
Trong một số trường hợp lách nó không to nhiều thì lúc đó sẽ có một biện pháp gọi là biện pháp bóc lách để các bạn xác định được lách. Đó là để bệnh nhân nằm ở tư thế nghiêng phải, các đầu ngón tay đặt ở phía dưới bờ sườn của bệnh nhân, móc nhẹ lên phía trên. Đồng thời các bạn có thể dùng tay bên kia đặt tay ở hố thắt, đặt tay ở hố thắt lưng ở phía sau, đẩy lách ra phía trước để cho các bạn có thể sờ và cảm nhận được lách trên lâm sàng. Vì nữa các bạn sẽ được thử hành. Trên đây nó là 3 phần: khám gan, túi mật và khám lách. Vậy thì có bạn nào còn hỏi gì về phần này nữa không? To mà là bé. Nếu mà nó to thì mới sợ thấy, nó còn bé thì không sợ thấy. Sơ gan như tôi vừa nói, gan keo có thể bạn không sợ thấy. Lách mà cắt thì mất rồi, sao bạn sợ thấy được? Đúng không? Cắt được. Thì lúc đó thì các kỹ năng khám trên lâm sàng này sẽ giúp các bạn định hướng được để chỉ định các xét nghiệm cận lâm sàng, thăm dò chức năng và chẩn đoán hình ảnh để xác định rõ ràng hơn xem nó to hay không to, xem nó có phải teo đi hay không. Nói chung là tôi không hy vọng thấy cái gì teo cả. Nào bạn nào có câu hỏi gì nữa không? Nếu như không có câu hỏi thì các bạn chia hai tổ, tổ 11 bên này, tổ 12 bên kia ra để bắt đầu thực hành lâm sàng nhé. Nhưng mà ấn phải đối xứng hai bên để so sánh đúng không? Ấn hai tay ở hai bên, không ấn bên này xong rồi ấn sang bên này, ấn cái này so sánh xem, so sánh xem có phải là cảm giác chủ quan của bệnh nhân hay không. Có thể là ấn cả hai bên đều đau chứng tỏ là cảm giác chủ quan bệnh nhân không là thực thể bệnh. Thì em ấn như thế, nếu mà bệnh nhân đau thì là làm hướng đến cái chỗ hộp xe nông, tổn thương gan nông. Còn vụ gan thì mình đặt đây đúng không? Từng bên đúng không? Một chặt. Nếu mà nó ở xe mình sẽ rất đau. Vỗ chứ của cảm giác của bệnh nhân đúng không? Cho bệnh nhân đau. Xem bệnh nhân có đau hay không? Ừ, thế sao không? Chứ không phải là cảm giác của mình đúng không? Ừ. Mình làm hay là mình chặt tay mình đau thế thì. Thế là ý em là thành ra cái cảm chặt trong đấm đau. Nghĩa là có lực phải đấy mà đấy. Thế là anh Phương giả khả năng chắc không yêu cầu bọn em cái đấy. Không. Bọn em khám trước đi. Thay đổi nhau. Khác đi. Thay đổi nhau. Khác hơn là lách.